có quyền đi con. Cái chân mình khác vậy. Ừ, múa bài quyền đi con. Một, hai, ba, bốn. Bốn sao? Bung thả hai tay sao con? Sao rồi? Chúng chả bài quyền chi rối quá, phức tạp quá. Bài quyền này phức tạp quá. Hú sao lộn ơi. Mặc cái bộ này cái mặt đen chui. Sao con? Sao rồi? Đang cởi mẹ hè, là đi học hè. Nha, bắt đầu. Một, hai, ba. Bài quyền số 3 đâu? 3 đâu? Giữ gì tư thế vui vậy? Đúng rồi, đẹp rồi đó. 4. Đúng rồi con. Nghĩ gì? Nhớ bài không? Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. 5. Tư thế thứ 5 đâu? Đúng rồi. 6. 6 rồi con. Rồi sao nhãn rồi. Đúng rồi. 7. Hậu quyền đâu? 8. Rồi 9. 9 đâu con? 9 đâu rồi? 9 sao? Quay nó mất rồi hả? Yeah, 10. Kết thúc bài. Kết thúc bài chưa? Giờ mình ăn cơm nha. Ê, cơm rồi mẹ đi học vậy nhé. Bye bye. Bye bye đây, con chào bye bye cô chú đây. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.